Và sau đây xin mời các bạn nghe bài viết của đệ nhị hậu cáp, bạn tôi. Cuối năm 1971, tôi được lệnh thuyên chuyển về Liên Giang đoàn 23/31 xung phong nằm tại Vĩnh Long thuộc vùng bốn sông Ngòi. Người đầu tiên tôi gặp khi mới bước chân vào bộ chỉ huy đó là Hải quân thiếu úy cơ khí Lư Thế Khiêm, một sĩ quan cùng phá quấy tôi. Vui vẻ tay bắt mặt mừng và cảm giác đầu tiên của tôi là không còn cảm thấy cô đơn khi về đơn vị mới, đã có phe ta đón trước đây rồi. Khiêm vừa hớn hở cười thố lộ tâm tình. Tao à, đã thấy tên mày trong lệnh thuyên chuyển mấy tuần nay, tao đang chờ mày về à, đâm suốt cả ruột. Tao à, đã hỏi phòng nội vụ rồi, mày không phải mặc đại lễ trình diện, chỉ tiểu lễ thôi. Tao sẽ chở mày về thay đồ để trình diện chỉ huy trưởng. Thế là Khiêm lấy chiếc xe jeep của đơn vị chở tôi về nhà ở ngoài thị xã Vĩnh Long thay đồ tiểu lễ vào trình diện chỉ huy trưởng ngay chiều hôm đó. Vừa về tới đơn vị mới là gặp ngay một người bạn cùng khóa và hết lòng sốt sắng lo lắng cho mình. Thật là mừng và tôi thấy ấm lòng hẳn lên. Tôi đã có cái cảm giác thân thiện ngay với Khiêm. Dù khi còn ở quân trường, chúng tôi đã ít khi gặp gỡ và quan hệ mật thiết với nhau. Vì Khiêm thuộc đại đội cơ khí, còn tôi thì ở đại đội bên ngành chỉ huy. Trên đường đi, Khiêm đã kể cho tôi nghe và ngoài tôi và Khiêm, còn có một người bạn cùng khóa là Hải quân thiếu úy Võ Văn Hạc cũng ở chung giang đoàn 31 xung phong với tôi. Còn Khiêm thì thuộc quân số của giang đoàn 23 xung phong, chỉ huy trưởng giang đoàn 23 xung phong vì thâm niên hơn, nên cũng đồng thời là chỉ huy trưởng của liên giang đoàn. Còn chỉ huy trưởng giang đoàn 31 là chỉ huy phó liên giang đoàn. Bộ chỉ huy liên giang đoàn là chung gồm cả nhân viên của hai giang đoàn. Sau khi trình diện, chỉ huy trưởng giang đoàn 31 xung phong hải quân đại quý Trần Đỗ Cẩm xong, tôi được lệnh chuẩn bị để sẵn sàng ra vùng hành quân tại vùng Kiến Hòa khi có phương tiện đầu tiên. Bộ chỉ huy liên giang đoàn và hậu cứ đóng tại ngã ba Cần Thơ, một ngã đi vào thị xã Vĩnh Long và một ngã xuôi về tỉnh lỵ Cần Thơ. Cứ cách khoảng một vài ngày thì lại có một chuyến tiếp tế của hậu cứ cho vùng hành quân tại Kiến Hòa. Tôi khăn gói hành trang tháp tùng với giang đỉnh ra vùng hành quân ngay chuyến tiếp tế sau đó. Trước khi đi, Khiêm đã dặn dò tôi cẩn thận. Mày phải hết sức cẩn thận đó nghe, vì Bến Tre nhiều vật cổng lắm. Có gì thì mày nhớ hỏi thằng Hạc, dù sao nó cũng đã quen dùng hành quân rồi. Tôi cảm ơn Khiêm đã lo lắng cho tôi, và tôi hứa sẽ nghe theo những gì mà Khiêm đã dặn bảo. Ngay từ sáng sớm, Tuấn Văn Định đã sẵn sàng lên đường. Khiêm ra tận cầu tàu tiễn tôi lên đường, đồng thời dặn dò các đàn em của Khiêm về việc phân phối đồ tiếp liệu cho vùng hành quân. Tàu tách bến, tôi thấy Khiêm còn đứng trên cầu tàu vẫy tay từ giã thằng bạn cùng khóa mới vừa gặp lại nhau vài ngày. Nay phải lên đường vào nơi khói lửa thi hành nhiệm vụ của người trai trong thời chinh chiến. Toán Văn Đỉnh theo sông Cửu Chiên đi về hướng Vĩnh Bình để đến Kiến Hòa. Mặc dù về đơn vị mới có mấy ngày, nhưng tôi lại là sĩ quan thâm niên hiện diện nên đã được giao cho trách nhiệm làm trưởng toán. Tôi rất hồi hộp và lo lắng vì mình chưa có một chút kinh nghiệm nào về chỉ huy một đoàn giang đỉnh, giang hành trên sông Lạch đầy bất trắc. Nhưng trách nhiệm đã được giao phó là trách nhiệm, và mình phải thi hành với tất cả khả năng và cố gắng của mình. Khi tới Vàm Chợ Lách, đoàn tàu rẽ vào một con kinh nhỏ mà tôi không nhớ tên. Đây là con kinh dẫn đoàn tàu đi từ Vĩnh Long qua Bến Tre hay ngược lại, và là một thủy trình ngắn nhất. Tuy là một con kinh nhỏ nhưng lại có rất nhiều ghe thuyền qua lại và rất an toàn, vì quận Chợ Lách là một quận rất an ninh dưới sự kiểm soát của quân lực ta. Chạy ngoằn ngoèo trên con kinh này khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì Toán Văn Đỉnh ra đến kinh Chợ Lách, và theo con kinh này đổ ra sông Hàm Luông. Khi ra khỏi kinh Chợ Lách, tàu chạy khoảng một giờ nữa thì đến bến phà Hàm Luông, nơi mà các văn đỉnh của đơn vị chúng tôi nghỉ bến sau mỗi cuộc hành quân. Chiếc văn đỉnh nhỏ cập vào để tôi sang xoáy đỉnh trình diện chỉ huy trưởng vùng hành quân, và cũng là chỉ huy phó giang đoàn 31 xung phong, lúc đó là hải quân thiếu úy Lê Quang Chương. Tuy ông xuất thân khóa 14, nhưng vì một lý do nào đó ông vẫn còn mang cấp bậc thiếu úy, dù các bạn của ông đã mang loan đại úy. Đến năm 72 thì ông được hồi tố và được mang cấp bậc đại úy, và thuyên chuyển đi làm đơn vị trưởng có một duyên đoàn. Bạn cùng khóa với tôi là hải quân thiếu úy Hạc đã không có mặt trên chiến đỉnh.
bởi vì đang là làm nhiệm vụ của một sĩ quan trực tại trung tâm hành quân Trần Hưng Đạo 19, trình diện chỉ huy trưởng vùng hành quân tôi đã được tiếp đón hết sức là nhiệt tình của chỉ huy trưởng và đồng thời cũng là người đàn anh của tôi thuộc khóa 14. Tất cả mọi công việc tại vùng hành quân đều xa lạ đối với tôi ngoại trừ việc liên lạc vô tuyến. Có lẽ chỉ huy trưởng cũng hiểu biết điều này vì ông đã có nhiều kinh nghiệm với các sĩ quan mới về, nên ông giao cho tôi nhiệm vụ lo việc truyền tin. Ông chỉ dẫn sơ khởi cho tôi về tên các đơn vị liên hệ và tên các gian đỉnh cần liên lạc. Tôi chưa được an cư thì chúng tôi đã nhận lệnh hành quân khai thông kinh chẹt sậy từ Bộ Chỉ huy Trần Hưng Đạo 19. Lúc đó nằm tại hậu cứ của Trung đoàn 10 thuộc Sư đoàn 7 Bộ binh đóng tại bờ hồ trong thị xã Bến Tre. Kinh chẹt sậy là một con kinh nhỏ nối liền sông Hàm Luông ngay khoảng bến phà Hàm Luông, chạy ngoằn ngoèo qua một vùng mất an ninh, đi qua quận An Hóa và đổ ra sông Mỹ Tho. Tuy nhỏ nhưng con kinh này là con đường thủy lộ ngắn nhất dẫn từ bến phà Hàm Luông qua Mỹ Tho, dài khoảng 15 cây số. Thay vì theo sông lớn, phải chạy ngược dòng sông Hàm Luông lên đến ngã ba Hàm Luông và theo sông Tiền Giang đi qua Đồng Tâm, qua ngang phà Rạch Miễu để đến Mỹ Tho. Khoảng đường này có lẽ dài đến 60 cây số. Vì biết con kinh chẹt sậy này chảy qua những vùng nguy hiểm có nhiều rủi ro bất trắc trong khi di chuyển, nên tất cả gian đỉnh đã nhận được lệnh luôn luôn ở trong tình trạng tác chiến. Mọi nhân viên phải ở vào vị trí đã được phân nhiệm trước của mình. Mới mấy ngày đầu tiên về đơn vị mà phải đi ngay vào vùng nguy hiểm nên lòng tôi cũng hoang mang hồi hộp, kèm theo mối lo âu sợ hãi. Nhưng nhiệm vụ thì mình phải thi hành dù tình huống thế nào đi nữa. Đội hình di chuyển đã được chỉ huy trưởng phân bổ, đầu tiên là hai con rùa LCVP, kéo theo hai con cua để rà mìn. Tiểu vận đỉnh LCVP là một loại tàu có đáy bằng và lường bằng cây, vì có cửa đổ bộ và một mái nên chạy rất chậm, do đó nó được đặt tên là con rùa. Gian đỉnh này được trang bị với khẩu đại bác 20 ly, hai đại liên 50 kép trước mũi, 1-22 cây đại liên 30 ở chỗ lái. Gian đỉnh này đã được biến cải dùng để rà mìn trên kinh lạch với dụng cụ rà, cắt mìn giống như cái neo bốn nhánh có răng cưa, dùng để cắt dây mìn. Khi chuyển vận, gian đỉnh này thường phải đi đầu để rà và cắt dây mìn. Kế đến là một cặp tiểu giáp đỉnh FOM mũi nhọn, vận tốc cao và nhanh nhẹn. Tiếp theo là sói đỉnh và cặp truy kích đỉnh. Với hai máy nên xoay chuyển rất lanh lẹ. Bọc hậu là chiếc monitor với cây buffer trước mũi, hai chiếc tiểu giáp đỉnh FOM còn lại với vận tốc nhanh và xoay trở dễ dàng, nên đã được chỉ huy trưởng phân công cho chạy tới chạy lui quan sát và yểm trợ các gian đỉnh khác trong những trường hợp cần thiết. Đoàn tàu xuất hành theo đội hình đã được chỉ định cẩn thận tiến vào kinh chẹt sậy. Mọi liên lạc vô tuyến được duy trì thường xuyên, hạn chế tối đa những liên lạc không cần thiết. Tôi ngồi trên bong tàu, mình mặc chiếc áo giáp lần đầu tiên trong đời. Tuy nó rất khó chịu vì nặng nề và nóng nực nhưng không được cởi ra theo lệnh của chỉ huy trưởng. Thật tình thì tôi cũng đã không dám cởi ra vì đây là lần đầu tiên tôi đã thực sự tham dự vào cái trò chơi bắn giết, bước vào cuộc chiến với biết bao nguy hiểm đang chờ đợi mình. Rủi ro đang rình mò ở bất kỳ một bụi cây mô đất nào của đoạn hải trình sắp đi qua. Đoàn tàu di chuyển rất chậm chạp và nghiêm chỉnh theo thứ tự đội hình. Mỗi người đều ý thức được nhiệm vụ của mình và ý thức liên đới với đồng đội. Lần này không cần đến chỉ thị của chỉ huy trưởng mà mọi quân nhân đều đã thi hành những huấn lệnh hành quân một cách triệt để. Rời khỏi chợ Bến Tre là tàu chúng tôi đang đi vào vùng mất an ninh. Từ giờ trở đi thì vào bất cứ lúc nào, ở bất kỳ địa điểm nào, tàu chúng tôi cũng có thể bị Việt Cộng tấn công bằng bất kỳ vũ khí mà chúng có được. Kinh chẹt sậy đã được xếp loại là một trong những thủy lộ mất an ninh nhất, nên các gian đỉnh được quyền tác xạ tự do vào những điểm nào nghi ngờ có địch trú ẩn để tấn công tàu ta. Vì thế, theo lệnh chỉ huy trưởng, các gian đỉnh được chỉ định bắn vào các bụi rậm, các mô đất dọc hai bên bờ kinh, phòng hờ Việt Cộng phục kích. Suốt đoạn thủy trình từ chợ Bến Tre đến ngã ba chẹt sậy, đoàn tàu di chuyển dưới ánh nắng chói chang oi bức đã làm cho mọi người tăng thêm sự căng thẳng hồi hộp. Cuộc hành quân này chưa biết kết quả sẽ ra sao, nhưng tới giờ phút này, đoàn tàu vẫn an toàn.
và những cuộc tác xạ của ta cũng chẳng thấy địch quân trả lời. Trời đã trưa, mặt trời đang đứng trên đỉnh đầu, thì đoàn tàu đã đến ngã ba Chạc Sậy, một ngã đi về quận An Hóa, một ngã đi về làng Chạc Sậy, và một ngã đi về Bến Tre. Chúng tôi được lệnh dừng quân để ăn trưa. Vì mọi người đã ở trong nhiệm sở tác chiến đã khá lâu, các gian đỉnh được phân phối ủi bãi vào hai bên bờ kinh ở vào những vị trí được kiểm soát là an toàn. Tại ngã ba này tương đối là an ninh vì có các đơn vị bộ binh của ta trú đóng. Chính vì thế mọi người được một chút thoải mái ăn uống và nghỉ ngơi. Riêng tôi được cởi chiếc áo giáp ra, gió sông lồng lộng làm cho tôi cảm thấy mát mẻ dễ chịu rõ hẳn lên sau mấy giờ sống trong tình trạng căng thẳng. Cuộc hành quân được tiếp tục khi mặt trời ngã bóng về chiều, đoạn đường ra đến sông Mỹ Tho còn xa, và còn hứa hẹn nhiều sự việc bất ngờ có thể xảy ra. Theo kế hoạch hành quân, đoàn tàu phải ra khỏi kinh Chạc Sậy trước khi trời tối. Đoạn kinh còn lại này được coi là thật nguy hiểm vì nó băng ngang qua khu có hoạt động phục kích thường xuyên của Việt Cộng, và là một vùng oanh kích tự do, vì vậy tất cả lãnh tăng cường đề cao cảnh giác. Đoàn tàu di chuyển thật chậm và giữ liên lạc vô tuyến thật chặt chẽ. Thỉnh thoảng Đại Liên 50 nã đạn vào các bụi rậm, Đại Bác 40 bắn phá vào các mô đất được nghi ngờ là nơi phòng thủ của Việt Cộng, và phóng lựu M79 bắn vào các vị trí đáng nghi ở những điểm xa bờ, tuy nhiên cũng chẳng thấy trả lời của phe địch. Mọi người cảm thấy gần như an toàn cho cuộc hành quân tuần tiễu trên con kinh này khi hai con rùa đã đang băng qua ngã tư An Hóa. Ngã tư An Hóa là giao điểm của kinh Chạc Sậy và sông Ba Lai. Chợ và cơ quan chính quyền quận An Hòa đã thấy ở phía trước mặt bên trái đoàn tàu, phía bên phải và đối diện là một vùng không dân cư và mất an ninh. Nhưng từ ngã tư này ra đến sông Mỹ Tho là đoạn kinh được xem là tương đối an ninh, vì dọc theo hai bên bờ kinh có nhà cửa của dân chúng và cũng được kiểm soát của các lực lượng bộ binh của ta. Khi hai con rùa vừa qua khỏi ngã tư, nghĩa là đã đến ngang chợ An Hóa, trong khi hai chiếc tiểu giáp đỉnh FOM vừa mới đến đầu ngã tư, thình lình chúng tôi nghe hai tiếng nổ ầm ầm long trời lở đất và ánh lửa tóe ra trên một trong hai chiếc FOM trước mặt chúng tôi. Ngay lập tức mọi người đều biết là đã bị địch quân tấn công bằng súng lớn. Các họng súng lớn nhỏ đều hướng về vị trí nổ súng ở trong bờ phía bên trái mà nhả đạn. Đại bác 40 ly của chiếc xoáy đỉnh, những quả đạn 81 ly của chiếc monitor đã nhắm vào những mô đất mà rót vào. Hỏa lực của các họng súng Đại Liên 50, phóng lựu M79 và các súng cá nhân M16 nhả đạn như mưa vào những lùm bụi ven bờ. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Đoàn tàu vừa bắn vừa di chuyển qua khỏi ngã tư An Hóa mà không còn bị Việt Cộng tấn công nữa. Sau khi tất cả các gian đỉnh đến khu an toàn bên chợ, chỉ huy trưởng cho kiểm điểm lại thiệt hại của gian đỉnh thì biết được là chiếc FOM chỉ bị thiệt hại nhẹ. Ổ Đại Liên 50 bị trúng một phát đạn Đại Bác 57 ly và vì được bắn quá gần nên đầu đạn đã xuyên qua lớp sắt bảo vệ ổ súng dày trên 5 ly. Trúng cần lên đạn của cây Đại Liên 50 trổ qua bên kia mà không nổ, ghim vào bờ đất đối diện và phát nổ. Thật may mắn cho chú em xạ thủ, anh ta chỉ bị lùng bùng lỗ tai và ngẩn ngơ một lúc thôi chứ không bị thương nặng. Sau khi chỉnh đốn hàng ngũ báo cáo thiệt hại, chỉ huy trưởng ra lệnh đoàn tàu tuần tiếp tục di chuyển ra khỏi con kinh Chạc Sậy. Thật tình mà nói, mới về đơn vị tác chiến ngay mấy ngày đầu tiên, bước chân xuống tàu mà đụng trận ngay với địch. Như thế thử hỏi tinh thần tôi không lung lay làm sao được. Ngay từ lúc đụng trận, chỉ huy trưởng đã trực tiếp liên lạc và ra lệnh cho các gian đỉnh mà không truyền lệnh qua tôi nữa. Súng lớn thì sử dụng chưa rành mà cũng không biết phải bắn vào đâu. Thành thử tôi cứ đứng sớ rớ trên bong tàu, một phần vì không biết phải làm gì, một phần thì sợ trúng đạn của Việt Cộng, nên lòng hết sức lo sợ và bất an. Nhưng rồi thì mọi việc cũng qua đi nhanh chóng. Sau khi chúng tôi ra khỏi kinh và cơm chiều xong thì trời đã tối hẳn. Nhiệm vụ của đoàn tàu là tiếp tục tuần tiễu trong đoạn kinh từ sông Mỹ Tho đến ngã tư An Hóa trong đêm. Chỉ huy trưởng phân phối nhiệm vụ và tiêu lệnh cho các gian đỉnh. Chúng tôi trở lại vào con kinh để tuần đêm. Nói thật lòng thì đêm hôm ấy tôi nằm trực máy truyền tin bên cạnh chỉ huy trưởng mà tôi đâu có ngủ được, vì cảm giác sợ hãi vẫn còn vương vấn trong tâm não tôi. Đồng thời những hình ảnh khi bị địch tấn công hồi chiều vẫn mãi tái diễn hiện ra trong đầu, làm cho tôi không thể nào ngủ được.
lúc nào cũng phập phòng lo sợ là Việt Cộng đang rình rập phục kích. Cho đến khi mặt trời bắt đầu mờ mờ sáng thì tôi mới chợp mắt đi được một chút. Ngày đầu tiên ở đơn vị tác chiến của tôi là như thế đó, nhưng thời gian đã giải quyết được tất cả mọi chuyện. Một tháng trôi qua, một năm trên các sông ngòi kinh rạch thuộc vùng 4 rồi đến 2 năm, tôi ở đơn vị tác chiến. Kinh nghiệm chiến trường đã huấn luyện cho con người ta rành rọt hơn, gan lì hơn, linh động hơn và tác chiến có hiệu quả hơn. Tôi vẫn liên lạc với bạn Lư Thế Khiêm và vẫn thường kéo nhau đi nhậu mỗi khi có dịp về lại hậu cứ tại Vĩnh Long. Nhưng có một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được với bạn ấy là lúc tôi được đưa về hậu cứ làm việc ở Vĩnh Long. Như tôi đã nói, chỉ huy phó Lê Quang Chương được hồi tấu và lên lon đại úy. Sau đó ông được thuyên chuyển đi đơn vị khác. Trong khi chưa có sĩ quan khác thay thế, tôi là sĩ quan thâm niên hiện diện, nên chỉ huy trưởng ra lệnh cho tôi về hậu cứ giữ chức vụ xử lý thường vụ chỉ huy phó. Về hậu cứ tôi được gặp lại bạn Hiền hàng ngày, thì còn gì sung sướng cho bằng. Thế là sau những giờ làm việc, hai thằng thường rủ rê nhau ra các quán nhậu ngoài thị xã làm vài chai lai rai ba sợi. Và cũng có khi Khiêm đến nhà tôi hoặc đến nhà các bạn tôi ăn chơi thật là tâm đầu ý hợp. Đến một ngày kia tôi còn nhớ là khi đó gần đến Tết Dương lịch năm 1973, vào một chiều thứ Bảy sau khi tan việc tôi gặp Khiêm và hỏi: Ê, hôm nay thứ Bảy mày có một gì không? Khiêm suy nghĩ một chút rồi nói: À, mày lấy xe đi, tao có một rồi. Thế là chiếc xe Jeep của giang đoàn tôi, vì lúc ấy liên giang đoàn đã được tách ra thành hai giang đoàn biệt lập rồi. Được, để tao lấy xe. Mà một gì đó mày nói cho tao nghe coi. À, mấy thằng bên giang cảnh có nhờ tao chạy cho nó cái nòng súng Đại Liên 30. Tao đã bắt tay với bên quân cũ và đã có nòng súng rồi. Bây giờ chạy xuống đưa cho tụi nó thì chắc chắn sẽ có một chậu liền. Ok, ý kiến mày hay quá, rõ là tiếp liệu. Thế là tôi lấy xe nhưng Khiêm lái, vì lúc đó tôi lái xe cũng không rành lắm. Trên đường ra cửa đơn vị, Khiêm lại gặp hai người đàn em thân cận của Khiêm, Trung sĩ Nhất Vô Tuyến Hùng và Thủy thủ Nhất Bí Thư Ngà. Khiêm ngừng xe lại và hỏi: Ê, tụi bay có muốn đi nhậu không? Hai người đàn em khi được ông thầy rủ đi nhậu thì ít khi từ chối lắm. Khiêm còn nói: Mấy thằng gian cảnh giàu lắm, phải chặt đẹp tụi nó. Mình đến trước anh Nguyên rồi à, đi xuống tụi nó. Anh Nguyên là bạn nhậu và là lối xóm của tôi. Vì ăn nhậu nhiều lần hợp gu với nhau nên Khiêm không bao giờ quên anh ấy. Thế là một chiếc xe Jeep chở đầy người, Khiêm lái, tôi ngồi kế bên và băng sau ba người. Khiêm lái xe thẳng tiến đi đến hậu cứ của giang đoàn, giang cảnh ở bến phà Cổ Chiên, cách thị trấn không xa khoảng 3-4 cây số gì đó. Quả thật như Khiêm đã dự tính, sau khi nhận được nòng súng rồi, nhân viên phụ trách vũ khí cảm ơn rối rít và mời chúng tôi lên quán Kim Sơn để làm một chầu nhậu. Sau một vài câu từ chối ổn ờ cho có lệ rồi, bọn chúng tôi cùng với vài người lính giang cảnh theo ông đại quý chỉ huy trưởng giang đoàn giang cảnh cùng chạy ngược về thị trấn Vĩnh Long kiếm cái gì bỏ bụng. Trong bữa tiệc rượu, hai bên hải quân và giang cảnh thật là vui vẻ như anh em một cha khác mẹ vậy, vừa ăn vừa nhậu chén chú chén anh, và vừa hứa hẹn sẽ giúp đỡ nhau mỗi khi cần thiết. Đó là lời hứa của anh bạn Lư Thế Khiêm của tôi. Sĩ quan tiếp liệu hải quân hình như miễn là có rượu thịt thì gì cũng xong hết, nên trời mới hại kẻ ngay. Sau khi ăn nhậu xong, thiếu quý Khiêm hải quân nổi máu giang hồ nên tình nguyện đưa các bạn nhậu giang cảnh về lại hậu cứ. Sau khi đã đưa các bạn giang cảnh về đến bến phà Cổ Chiên thì trời đã nhá nhem tối rồi. Khiêm thì rất là e dè đối với Việt Cộng, cho nên trời tối Khiêm sợ Việt Cộng phục kích, mặc dầu đường về rất là an ninh. Phần sợ Việt Cộng, phần có rượu nên Khiêm lái xe hơi nhanh. Tuy là nói nhanh, nhưng vì đường xấu xe chỉ chạy được khoảng 50 cây số một giờ thôi. Trên đường đi có một cây cầu bắc ngang qua một con kinh nhỏ, cầu không có lan can, không phẳng mà hơi gãy gấp ở khúc giữa. Ngay chính giữa dọc theo chiếc cầu còn có con lương trồi lên, bắt buộc bánh xe phải chạy lên hai đường rãnh. Như thế không bao giờ xe có thể chạy nhanh qua cầu được. Khiêm đang ngất ngưỡng hơi men, ngon trớn nhấn ga, quay lại hỏi anh Nguyên ngồi băng sau. À, tới cầu chưa anh Nguyên? Anh Nguyên chắc cũng đã ngoắc cần câu nên mắt nhắm mắt mở nghe không rõ trả lời. À, khỏe, khỏe.
Vừa trả lời chưa dứt câu được bao lâu thì tấm bảng chỉ dấu hiệu cây cầu trước mặt hiện ra. Mọi người đều la lên, chết chết thì đã trễ rồi. Khiêm không kịp giảm vận tốc, xe phóng lên cầu với vận tốc quá nhanh. Khi đến khúc gãy giữa cây cầu, bánh xe trước phía bên phải chạm mạnh vào con lương hất nguyên chiếc xe xuống sông. Việc xảy ra quá nhanh, không ai phản ứng gì hết. Tôi bị hất ra khỏi xe nhưng còn biết mình chưa chết vì cảm nhận đang nằm trong nước và bùn đất. Những người ở băng sau thì có người bị văng ra khỏi xe, có người còn kẹt trong xe. Khiêm thì còn kẹt trong xe, xe lún xuống bùn lần lần. Khiêm ra không được vì bị ngọt nước. Không hiểu Khiêm bị cái gì đè lên mặt. Khiêm kêu la ngạt thở. Cũng may là nước trồng và trên bờ kinh có một đồn nghĩa quân. Các anh lính nghĩa quân thấy tai nạn nên nhảy xuống cứu giúp đưa tất cả lên bờ. Kiểm soát lại thì thấy không có ai chết hết, chỉ có người bị thương, nặng nhẹ chưa biết thế nào. Chúng tôi thì cả ngồi cả nằm trên rỉ vì đau nhức trên bờ kinh. Được tin bạn nhậu bị tai nạn, ông đại quý dân cảnh chạy xe lên và đưa tất cả chúng tôi vào bệnh viện Vĩnh Long điều trị. Khi ở bệnh viện được thay đồ ấm áp và được kiểm soát coi có ai bị nguy hiểm về thể xác hay không. May là không có ai bị thương nặng. Sáng ngày hôm sau bệnh viện kiểm soát lại thì kết quả như sau. Trung sĩ Nhất Hồng bị gãy xương bả vai băng bột, thủy thủ Nhất Ngà vô sự. Anh Nguyên bị thương nhẹ ở tay và chân. Thiếu úy Khiêm bị thương nhẹ ở đầu sau khi chụp quang tuyến, không thấy thiệt hại gì thêm. Chỉ huy trưởng của hai gian đoàn được báo tin sau vài ngày nằm điều trị ở bệnh viện Khiêm xuất viện trước. Việc đầu tiên là Khiêm trình diện chỉ huy trưởng, lúc đó là thiếu tá Hà Hiếu Diệp. Đơn vị cuối của ông là chỉ huy trưởng quân cảng. Ông ở lại sau ngày 30 tháng 4 năm 75 và bị đi tù miền Bắc. Có một lần khi còn ở trong tàu Việt Cộng, tôi thấy ông ấy vác bó nứa đi phía bên kia đồi nhưng vì xa quá nên không chào hỏi ông được. Khiêm bị lỗi lái xe trong lúc say sưa gây tai nạn cho nhân viên và bị phạt 8 ngày trọng cấm. Còn riêng tôi lấy xe sử dụng ngoài công vụ lại gây hư hại vật chất, có lẽ tội còn nặng hơn Khiêm. Tôi thú tội với chỉ huy trưởng, đại quý Trần Đỗ Cẩm và hứa sẽ sửa chiếc xe lại hoàn toàn. Tuy tôi bị tội nặng như thế mà chỉ huy trưởng không có phạt tôi một ngày trọng cấm nào, đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao. Thế rồi hai đứa phải bỏ tiền túi ra để sửa chiếc xe. May thay tôi có một người anh họ là trung úy địa phương quân tại tỉnh. Anh có quen biết với bên quân cụ và đã liên lạc sửa giùm chiếc xe bằng cách chỉ giữ lại sườn và số xe. Còn thùng và máy xe là hoàn toàn của chiếc xe khác ráp lại. Sau vài tháng sửa xe, xe đã hoàn tất như cũ, trả lại cho gian đoàn. Duy chỉ có một điều là hai đứa tôi tốn tiền khá nhiều. Ngoài ra Khiêm còn rơi mất khẩu súng Colt 45. Khiêm cũng phải mất tiền mua khẩu súng khác và làm lại số súng cho giống số của cây súng cũ. Âu cũng là có vay có trả thế thôi. Khi tôi còn đang ở tù Việt Cộng tại miền Bắc thì có một lần Khiêm đã đến chủ anh Nguyên vượt biên vào khoảng năm 78, nhưng anh Nguyên không đi. Sau đó thì tôi không còn gặp hay nghe tin tức gì của Khiêm thêm một lần nào nữa. Ở ngoại quốc cũng không có ai tin tức gì về Khiêm, ở Việt Nam bạn bè cũng không gặp được Khiêm. Theo tôi nghĩ thì Khiêm đã mất tích trên đường vượt biên đi tìm tự do rồi. Tôi hy vọng điều tôi nghĩ không là sự thật. Và biết đâu chừng một ngày nào đó tôi tìm được tung tích của Khiêm thì thật là sung sướng lắm. Mong rằng niềm hy vọng này sẽ trở thành hiện thực, ai mà biết được. Lưu Thế Khiêm ơi, bây giờ mày đang ở đâu? Nếu còn lại trên cõi đời này, nhớ liên lạc với tao nhé. Nếu ai biết tin tức của Khiêm, xin cho tôi biết nhé. Và ai có nghe bài đọc này và có biết gì về Khiêm, xin để lại câu comment cho tác giả biết. Theo như tôi đã nói, có những kỷ niệm mà mình không bao giờ quên và mang theo suốt cuộc đời, nhất là khi chúng ta đã đến ngày gần đất xa trời, giai đoạn không còn phải tranh đấu cho miếng ăn hàng ngày nữa, và với thời gian dư thừa của tuổi về già, những kỷ niệm xưa cũ càng hiện rõ ràng trong tâm trí, để làm cho chúng ta có thêm một chút niềm vui, một chút hãnh diện, một chút kiêu hùng và một chút an ủi. Vì mình đã được sống một thời của tuổi trẻ có nhiều ý nghĩa, nhiều kỷ niệm vui buồn khổ cực sung sướng. Để một ngày kia khi ta lìa bỏ cõi đời này thì mình cũng không còn tiếc nuối chi cả.